Hai chào mọi người, lại là mình đây, Hero White TV siêu cấp VIP Pro đây. Em bảo sẵn hai mới đi được chứ em. Mới chơi được chứ. Đã cùng nhau review pack với anh. Thêm một Ok. nick khác nào. Let's go. Cái này là phải giao tranh ở trên không rồi. Em biết mà. Easy. Rồi, bắt này cũng được phết. Còn nhiều cái bất ngờ anh không biết đâu. Tí một đống cái bất ngờ luôn. Táo vàng rồi fireball các thứ thứ. Anh thì không thích chơi hay đó, anh chỉ thích. Ok, giờ nè. Ok. Chúng ta sẽ tới bắt đầu tiên nhé các bạn. Thế. Ok, thì các bạn đã thấy rồi đấy. Đây là Y vì Y là một bạn fan thì bạn ấy cũng làm YouTube đấy. Bạn nào qua ủng hộ rồi đấy nhá. Đúng rồi. What the fuck? Mẹ, pha đó mà tham minh xíu là được. Và nó thông minh ship được. Ok ok thì chúng ta sẽ kéo vào sky buổi sáng nhá. Là sky buổi sáng. Đấy. Bởi vì người ta mới nói cái bách nó đẹp vô. Anh thấy rồi. Cái what the f... Em... Ơ, nó không té. Mẹ sợ cài ảo thế nhỉ. Mình chưa thề quá em, trên live thì em cứ chưa thề nhưng mà ở trên video mà em chưa thề là bị ăn gậy đấy. Chỉ bị ăn gậy lắm. Anh nghe nói hình như có một YouTuber đã từng bị rồi. Ok, bây giờ chúng ta... Ê, nó chạy qua nhà mình. Blue. Ok, nó chết rồi. Anh còn chưa có giáp sắt đây này. Anh đang có nhìn tiền này. Thì bạn nào thấy bách này đẹp thì các bạn có thể tải thôi nha. Thì bây giờ mình chỉ để bách ở phần mô tả thôi nha. Để bình luận rồi, do là YouTube nó đã cấp quyền cho mình để ở dưới. Đấy. Ui, what the fuck. Ô, oh. Đúng rồi. Oh my god. Ủa mà em có chơi Liên Minh không? Oh my god, cái táo vàng. Oh my. Táo vàng là ông ông ớt. Oh. Blue hồi nãy anh giết rồi. Oh, Blue bị clear kìa. Quả báo những vòng. Ok, bây giờ mình qua Green đi em. Anh đang đi đường chính này. Ây da. Ui dồi ôi, đặt ốc cực. Dạ. 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 Oh my god. Dạ. Thế thì mày dọn qua mày đi.
Tao cho anh đi cúng rồi. Mày đồng đọc đọc mày cái thằng lồn. Đồng đội á, anh chịu anh này chịu đồng đội á, đi con é chơi game như con cặc. Biết chơi game hơi gì trời. Mẹ. Mẹ đang đứng tự nhiên cắt, tự nhiên đang đứng tự nhiên cắt lên nè. Mua cái cây kéo đi, mua cây kéo cắt lên nó không. Xong. GG. Thế thì hôm nay anh sẽ gán cho em quay nhé, quay xong hai bách nhá. Ok, qua sân hai đi em. Tự nhiên có thằng đặt tên am gì Zia. Em biết Zia không? Đây nói là 2025. Đúng rồi, 2025 comeback đấy. Yes, sir. Giờ mua manga. Bán kinh thì chỉ để mua manga. 2025 comeback đấy. Oh, what the... Anh nói nhà vàng mà. Thầy trái mời. Oh. Shit. Cái thanh niên này. À. Xong. Oh my god. Một mình anh cân hai. Anh mới vừa cân hai xong. Anh đang chơi bách thứ hai này để xem coi nó đẹp không. Anh thấy nó cũng đẹp đấy. Nguồn từ bài Tori hả? Tori, đúng rồi. Sao mấy thằng này nó cứ dành cái lò vậy ta? Ok. Clear nó đi em. Tẹt. À, dạo này anh đặt lóc mượt lắm á. Em muốn xem không? Ô đi. Ôi giời. Em biết đặt mà lóc mượt là như thế nào không? Đây, anh cho em xem nữa. Không, em nhìn nào. Kiểu như là đặt lóc mà. Kiểu như ship thả liên tục luôn á. Kiểu như là không giữ trong vòng mấy giây luôn á em. Cái này là Ninja Bridge em ơi. Và cà lê nó đi em. Ok. Yeah, nâng cấp được tao nâng cấp được giáp rồi nhá. Để nâng cấp cho. Đây, lên giáp.
kêu đi em. Yellow là chị. Gì đây? À, red à. Anh giết được đứa rồi. Ô. Hay đấy phải. Oh my god. Ủa sao nó đánh được sim block ta? Hay ta? Anh đang block in thì nó đánh được sim block luôn, không hiểu. Để anh block. Ê, blue qua kìa. Không sao. Đây, anh block in cho em xem nhá. Đáng nhẹ. Thì anh qua này. Ơi chết mẹ, dục lộn phải bôn. Ok, để anh qua. Để anh qua blue để clear. Oh. Thằng táo, what the fuck. Xong. Ờ thì trong trong what the. Cái hai bọn trong này, trong game này lạ ta. Hai bọn trong này lạ quá em ạ. À. Anh không quen. Cái gì nó bay cao quá. Ờ fireball của Hero mà xuyên ngon hơn. Fireball của bay cứt. Đây. Nên qua nhà Red nhá. Gì đây? Ui, có anh có 21 cái vàng luôn. Té. Đào vậy, đai. Đây, lên qua này. Đây, block in cho xem nhá. Block in cho xem này. Em nhìn mà em hỏi nhá. Oh. Bucket dead. Nó nhảy xuống. Cái gì? Còn e mày. Rick. Có gì rồi em cứ bình tĩnh thôi. Thế nào mà mình trả thắng game này. Ô trời, nhắm té. Oh my god, nhắm nó té ly được rồi trời. Anh đang hồi nãy anh té ly được một đoạn cái xong mình tự nhiên té xuống. Sure. Đây. Ui. Ê, red. Red qua. Hả? Tầm như ta. Tôi đến xem. Tầm anh đang không OBS. Chứ không phải. Nếu như mà anh quay ấy, chắc là lên được 400 mấy. Nếu như mà không quay thì lên được lâu lâu thì lên được 800 900 ngàn luôn. Anh cũng không biết nữa.